các mọi người thì đây là nhà mình thì hôm nay thì có hẹn với Seme là với Tết Ốc cái kiểu là sẽ ra quán trà sữa chơi. Thì video này mình muốn là chắc là sẽ quay đi thăm Seme, trà sữa của Seme Xịt, quán The Ali. Đó, nên mặc đồ đẹp chưa? Đây là áo mà kiểu mới đi mua của Tippy nè. Áo mà đâu lâu, nhìn thật là ngầu, dây dép, đẹp trai quá. Nhìn mình rất thích. Rồi, bây giờ đi, giờ mình đi ra quán này coi cái gì ra quán mình sẽ giới thiệu sau. Ok, hẹn gặp mọi người ở quán nè. Ok, thì giờ tới quán rồi đây. Quán nó to vãi gì các bạn ơi. Đây là quán trà sữa của Seme. Các bạn có thấy xe nó đông cỡ nào? Trời ơi, đẹp mà. The Ali, nhưng mà mẹ có con hù, để hiểu sao. À, cái này có 1-3. Cái 1-3. Vui quá, để mà có người vô chung rồi, để mà cái quán đông lắm, để mà vô hết. Hello đi, đi, hello. Ủa, em đi chung hả? Hello. Mình đi đi xe máy mà tao đi xe máy. Ủa, đi đâu? Hả? Quê Nhi. Nhi ở nhà chim rồi, Nhi bảo ngại đi. Trời ơi, trà sữa mà Nhi không đi luôn, quả là một người con gái tuyệt vời. Quán đông rồi. Quán đông quá mày, sao mày? Tao không dám vô mày nè, quay vô cho coi quán các bạn. Đông quá, thôi chắc mình đi về các bạn ơi. Để chưa để vô trong nữa các bạn. Đây là menu để coi ốc du lịch. Đây có con gà không? Muốn gì? Chúng ta sẽ coi hai người, hai con người chuẩn bị order sữa. Đói bụng. Lật lại cái đồ ăn không? Uống gì uống này nhỉ? Nhìn nha các bạn. Sữa chanh, trà sữa. Trà chanh. À, lục trà sữa nha. À, lục trà xanh không có được rồi. Trà sữa A Lay 03 đi. Trời ơi. Đây là đặc sản luôn hả? A Lay 03. Ờ, cái gì đó, đường đen chân châu rồi. Có không vậy? Thôi, sữa đường đen chân châu rồi. Xịn quá. Rồi, quán, quán xe mẹ. Thế Nam, anh chỉ cho. Mày gạch dưới đây, tao mày kêu thêm chữ 4-3 kêu nữa. Hay nha. Wow. Ok, quay tổng quan quán của Seme. Hello. Trời ơi, uống gì đây? À, chúc mừng công ty gì các bạn. Seme có cỏ nè. Cỏ nửa mùa. Trời ơi, cái này xịn nha. Từ cái này là loại gì? Cái này là loại gì đây? Cỏ. À, này là ở Úc. Úc, đây là Úc. Này là Campuchia. Campuchia. Này là bên Đông Timor. Đông Timor. Thiệt. Đông Nam Á không? Đủ không? Đủ. Này này làm ở Buôn Ma Thuột. Ở cái này gần, cái này chắc rẻ nè. Đây là Buôn Ma Thuột. Buôn Ma Thuột chắc rẻ nè. Này gần Buôn Ma Thuột với Tây Nguyên. Cái này là gì vậy? Cỏ mà sao nó bút gì vậy, là sao ta? Cỏ gì vậy? Nó lai bông cúc. Cỏ lai bông cúc. Dễ nha. Là nó lai phải không? Má mùi, trời đã nha. Nhìn đứng như sao sao ha không? À, đây là cỏ dành để nhai. À, loại này ăn được á? Loại này ăn được. Thiệt, loại này giống như nhau khô vậy? À, loại này là đốt hết. Này có khô mà con. Xịn nha. Về quay cỏ luôn. Để bao bên đây? À, bên đây hết rồi. Bên đây chắc mốt là một cái quán gì nữa. Cái này là chỗ bánh thở. Sau này cái này nó sẽ thực hiện thở. Trời ơi, xịn quá. Ờ đúng rồi, nhà vệ sinh bay, nhà vệ sinh quan trọng nhất là sao chú mày. Nhất là cái nhà vệ sinh này. Trời ơi. Giống như cái nhà vệ sinh nó bằng quán nữa. Đây là nhà vệ sinh, giới thiệu 7, đây là bồn ối. Đây là bồn ối. Đây là cái này quan trọng nhất. Này là bồn bể. Đây bồn bể. Thôi vậy còn một cái. Ở đây là tụi nó ai đóng phim nè. Là nhà vệ sinh này có. Tụi nó ai đóng phim nè. Có bình xịt, ở đây có bình xịt nha. Cái gì vậy? Tao đi đâu? 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 Đây là phòng tao đúng không? Tao quay qua mọi đây. Đây, tiếp tục. Đây là phòng xì chim. Đây là phòng xì chim này. Ê, không ơi. Đây là phòng xì chim. Rồi, thấy một phòng nữa. À, đây là phòng xì chim. Từ từ. Em lại phòng xì chim. Ô tô, đây là ô tô. Ngày xin nữ là có cái bồn này mày bị ngu không? Nữ nào đấy bồn này. Tao biết mày. Phòng tiền chim của tao mà. Phòng tiền chim. Phòng tiền chim của tao nữa. Đẹp là xịn nhá. Ôi, mày có trò tắm luôn. Tắm ở đây cũng được luôn nè. Đẹp hết. Đều.
Con này để cho vô rồi. Alo. À. Đô. Đây, tầng 2. Quán của Seme The Alley. Giới thiệu cho bảy nè, bên đây có cái camera nè đó. Hello. À, ra quay camera. Hello. 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 Ai ngồi chỗ không? Hello Seme Sit. Quá vậy nè bạn. Ra lên cây mới được. Hello các bạn. Ta. Gì đây? Được rồi. Có quà đúng hả? Đây là vừa em luôn á. BUBG áo BUBG luôn. Xe me nhiều đồ á. Đây view tầng 2. Khúc này nhìn ra đường rồi. Nhưng mà chưa có ghế ngồi. Đây là 91 đường D2. U te nha. Trời ơi, ngồi đây đối diện luôn. Đường kia quán cà phê luôn. Xin đi mát luôn. Khác kiểu luôn. Okay. Đó, lấy xe lên đó rồi. Bây giờ mình ngồi chơi với mọi xíu nè. Em đi trà sữa này uống mà. Béo quá đi mất. Cái lớp kem này uống vô mất ói chết đi được luôn á. Tại vì béo quá. Ok, chơi chán rồi về các bạn ơi. Thì bạn nào thấy hay thì nhớ like, subscribe cho clip mình nha. Quán của xe đây. Ở đường 91 D2, số 91 D2 Bình Thạnh. Bạn nào thích thì có thể tới đây. The Alley. Thì bye bye nha, tạm biệt mọi người. Woo! Hẹn mọi người clip sau nha.